Liên quan tới dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa, Đắk Nông, Chân Thành, Bình Phước, vấn đề được các đại biểu Quốc hội quan tâm là tình trạng thiếu vật liệu xây dựng để thực hiện, và tình trạng này cũng đang diễn ra đối với nhiều dự án cao tốc hiện nay. Các đại biểu cho rằng trong bối cảnh triển khai đồng thời nhiều dự án giao thông khiến nguồn cung vật liệu gặp khó khăn, thiếu nguồn cung trầm trọng, thì việc đề nghị triển khai dự án Gia Nghĩa Chân Thành áp dụng cơ chế khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường là hợp lý. Đối với khu vực chưa có giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản, thì nhà thầu thi công dự án được lựa chọn để khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, phục vụ dự án, không thông qua đấu giá, hình thức đấu giá quyền khai thác khoáng sản và không phải thực hiện các thủ tục về cấp phép thăm dò khoáng sản. Giấy phép khoáng sản và thủ tục thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường. Sở vướng mắc sẽ gây khó khăn ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án Gia Nghĩa Chân Thành cũng được các đại biểu chỉ ra như quy hoạch, thủ tục hành chính, điều chỉnh giấy phép khi nâng công suất, xử lý khoáng sản làm vật liệu xây dựng dư thừa. Do vậy, đại biểu kiến nghị cần bổ sung thêm một số chính sách đặc thù về khai thác khoáng sản tại Điều 3 dự thảo nghị quyết. Quy định rõ nguyên tắc việc khai thác khoáng sản phục vụ cho dự án, thu hồi khoáng sản khi thi công dự án không bắt buộc phải phù hợp với quy hoạch khoáng sản, quy hoạch tỉnh đối với các mỏ vật liệu thuộc hồ sơ khảo sát. Hai là bổ sung quy định về việc không phải thực hiện các thủ tục hành chính như giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản, lập dự án đầu tư khai thác khoáng sản điều chỉnh, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường, điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản khi nâng công suất. Dự án có thể vướng mắc về cái liên quan đến các cái khoáng sản mà nhà nước phải thu hồi theo các cái quy định, thì về các cái nội dung này về phía chính phủ chúng tôi cũng hết sức là đồng tình và ghi nhận đồng tình với quan điểm của các đại biểu Quốc hội, thì cũng mong là Quốc hội có cái nghiên cứu xem xét để đưa vào cái nghị quyết để cho chính phủ trong quá trình triển khai dự án được thuận lợi hơn. Trong tờ trình, chính phủ kiến nghị dự án cao tốc Gia Nghĩa Chân Thành được phép áp dụng cơ chế đặc thù về khai thác khoáng sản làm vật liệu thông thường như cơ chế đã được Quốc hội thông qua tại nghị quyết số 106 năm 2023 về thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ.